Để đất nè, để máng cho nó để. Dạ. Nó vẫn chưa nó vẫn chưa có tắt được. Em nói anh kia đi, qua anh kia đi. Ủa, mua mấy xe mà chở 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 tắt được không? Chở tắt vòng vòng á là người ta đi bộ lên. Nhỏ mà đây nhỏ. Cái này là giống như ở Thủy Châu nè. Mình sẽ tắm đây. Giống như Thủy Châu vậy. Mình sẽ tắm ở đây được. Tắm ở dưới nữa. Cả ra mình. Nói chung là mua cách mua cách mẫu đó mình cần điều chỉnh. Đáp chút như đâu. Yến đó là chim én đó không? Yến vậy. Dạ. À. Nó đổ nước đây. Dạ. 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 À. Đào lóc. Giống như là cái phim gì đó cao gì. Anh đi là trâu. Đảo đầu lâu cao Iceland. Dạ. Điện phủ đó có điện phủ nè. Nuôi cá có nước. Đây Trường Sa Hoàng Sa. Trường Sa Hoàng Sa là của Úc Chinh nha. Dạ. Quay dạ rồi. Quay nó hút cái lưỡi trong đầu. Dạ. Đổ nước lên đầu. Đổ nước lên đầu, ở đầu nó vô cái bồn bự. Bồn bự mình lấy cái bồn bự tưới nước. Thì nước nó đang bình cho nên nó không quay. Dạ. Ờ, Úc đặt tên đây sông Long á Úc. Lúc đầu nó là trụ Long Phước. Dạ. Nhưng mà có một cái người nó đã làm trụ Long Phước rồi. À. Nếu mà đưa vô mà nó sai nó rơi vô người ta. Dạ. Dạ. Dạ đó. Thì cố luôn luôn nó hết. Dạ. Nó đi trước mà. Dạ. Cũng là chứ là công ty giải trí Long Phước nhưng dạ. Dịch vụ giải trí là Sông Long. Dạ. Tên cái tên này, tên khu gì chơi á? Khu này gì? Chỗ này của tụi nhỏ chơi nè, con Khánh Khánh chơi. Nước là chích tên này. Có trượt cũng được nữa. Cái này trượt được luôn. À nhà máy nước luôn. Dạ. Để hồ bơi người lớn à. Dạ. Nhà gỗ. Nhà chim. Nhà chim. Dạ. Còn tất cả ấy là dạ. Dạ. Dưới này nó có cung con gà, con vịt gì đó cho nó dạ. Đi vòng vòng nó thông qua nó biết hết. Dạ. Dạ rồi. Dạ.
Dạ. Cho ba con lên đời Vọng Cổ đó. Dạ. 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 Thì tôi chưa chạy ở đây. Dạ. Khi nó quay á thì nó đạp dạ. Yeah. À, Phù Lao Long Phước. Làm nguyên cái Phù Lao luôn. Đây luôn, đầu cây. Không phải trồng bầu quý với loại rau. À, cái này có này là ớt. Dạ. 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 À, dễ thế kế. Thì nó bỏ gần đàm vô. À, của Thiếu Nhi ha, à, nó này của hai vợ chồng nó xấy vô. Của nó, chồng nó thiết kế toilet Thiếu Nhi ở đây, cát của chơi banh. Dạ. Vô đây nó học tập nghiên cứu rồi ra đây đó. Dạ. Còn nè, còn nhiều chỗ nè. Còn nhiều chỗ. Mốt nữa. Dạ. Mốt nữa cũng làm cái đồ leo núi ở trong nhà đó. Nó có làm cái đồ leo núi á. Dạ. Nó mới leo zip line đó. Ờ đúng rồi đó. Để nói với Trường Giang nó làm thêm cái đó đó. Cái đó chơi được mấy đứa mấy bạn trẻ xuống khu chơi được. Rộng hơn cái khu zip line ở bên ở ngoài công năng nhiều. Cái này làm ờ để kêu luôn. Cái khu zip line nó nhiều đồ chơi hơn đúng không? Nó nhiều trò chơi hơn. Leo cái mạnh nó leo qua leo lại á. Rồi, giờ cái này còn trống nè. Cái này 1 hectare luôn á. Rộng. Dạ. Ủa có mình cái khu của Út là có nối ra luôn ra ngoài cái chỗ cái bờ sông không? Để chơi đi thuyền kayak nữa. Đi thuyền nữa được không? Dạ. Dạ. Đức Quả Quệ không? Dạ. Có. Dạ. Út định làm giống nguyên mẫu. Dạ. Bắt cá như này cái gì đó thì phân cái dạ. Dạ. Dạ.
sọt. Dạ. Cho nó ve ra cái mặt nước khoảng 1 mét. Còn lại sau đó hai phòng gia đình. À dạ. Thứ bảy chủ nhật thứ sáu bảy lên đây. Dạ đúng rồi. Nghỉ ngơi. Họ lên đây họ ở đây có thuận lợi là cái view, tất cả cái view của mình, cái khu vui chơi là những vui chơi hết. Dạ. Mà được chơi hết. Dạ. À, còn những gì còn khác thì có, ở đây có đầy hết. Trong này cũng sẽ làm mấy cái chơi thể thao giống như là đúng bàn bóng là ấy bị già rồi già rồi này còn là tiếng bơi lội gì ba kia là bơi thuyền tiếng bơi thuyền. Dạ. Nó là được tắm suối họ tắm rồi. Dạ. Đây rồi bữa đây lên quá trời luôn rồi nè. Đủ lên quá trời luôn rồi. Thôi đủ đủ quá trời đủ đủ luôn. Đó có nhà xe, cửa xe. Dạ. Dạ. Hôm nay là chạy luôn đến này. Đó thì đủ đây. Thôi vừa cửa đây. Dạ. Con gà bự. Gà. Dạ. Ôi trời ơi, trời ơi, dữ quá. Hello. Chị ca mập, chị ca mập. Hello. Ê, có con nữa nè. Ở mấy con nữa nè. Về sống như vậy sống cho trên núi đó sao nó bự quá vậy. Ủa sao con gà vô đây vậy trời ơi. Hello hello dê nè sao có thể ị được đó trời. Ừ dạ. Anh cứ nghe hơi là anh đào hoa. À đào hoa chơi đúng không? Nhưng mình phải mở cánh mới qua được. Ờ nó đúng qua này nó nhảy với con này hả? Trời ơi. Nó nói hơi nái kìa phải không? Đó thì con này đẻ ra bày bự rồi đó. Ủa nó đẻ ra mà sao con kia lại nuôi hả? Thì cái con mấy con đó là con này. Nhắc bình thôi. Để chiếc xe không thể tắt máy được đây cho thưa các bạn. Ăn cơm cơm. Cái lên nó mua cái lúc dậy quá. Mấy lúc nó hay mặt. Nó nói cái này. Nó làm công vậy. Mẹ bạn. Chắc nhớ sơ sơ. Nhưng mà anh thấy nó quậy quá à. Mày phá. Ê, năm. Em để đây nè. Ừ. Nó dụng về. Đâu có thấy đâu.
nó lo nhảy không à. Đây, nôm 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 nôm. Rồi nha, bây giờ mình sẽ đặt máy quay đây đúng không? Khỏi bắt luôn. Còn như Phước á, chui nó lúc mà đem nó vô để thay cái chuồng á. Trời, trời. Con này là con ba nè. Ba đi đâu mà con nói. À ba. Mặn mặn đó. Nó liếm chân mình nó mặn mặn. Vậy cũng được. Vừa phải đó ông. Ờ à, tôi không có nghe. Thôi đừng.